Hello, xin chào các bạn chị em ha. Hôm nay quay cho bạn chị em tham khảo động cơ Kubota. Con này Kubota V2403 các bạn nha. Con này rửa nó bị bay chẳng bao nhiêu. Nè, Thái Lan các bạn. Em này là cái chân coi dầu dài quá nha. Tình trạng máy thì nguyên zin ha. Nhưng mà máy có sử dụng qua rồi thì quán chị em nhìn thấy nó có bị chốc một vài chỗ ha. Chứ nó không như là có máy mới thùng được. Có bé rồi chưa dặn quá em ha, ốc nắp lắp nè. Quán chị em lưu ý ha, mua những cái động cơ đó. Mình để ý mấy con ống thấp láp á, gùm kỹ cho các chị xem nha. Đấy, bây giờ nhìn thấy ha, nó phải chưa có dấu dặn nha, cốc nước cũng vậy ha, còn nguyên zin luôn. Đấy. Khi em giao máy tới thì quán chị em kiểm tra lại các bạn em ha. Để bị trong nước sơn nắp cò chút xíu. Này SKMT các bạn em. Quá đẹp, long lên cành đào luôn. Bánh chén nè, mới chát luôn. Mấy cái động cơ này thì bên em lựa những cái động cơ xuất sắc của anh chị em ha, cho của anh chị em xài lâu xài bền ha, chứ những cái động cơ mà nó xuống cấp quá đó của anh chị em xài mau hư lắm. Để máy không đấy. Tình trạng máy nổ không có hơi dư hơi thừa quá chị em. Máy thì nguyên zin, không có tháo mở ốc tán bồ lon gì hết. Đấy. Rồi, cô bác chị em có nhu cầu sử dụng thì hội em ha. Con này thì giá trên 40 cành chút quá chị em. Chắc cả tùy thuộc vào động cơ quá chị em ha. Không có ai mà bán cho mình mà cái máy đẹp mà giá rẻ bao giờ đâu. Tôi bác chị em nên lưu ý điều đó ha. Chất lượng thì không hề rẻ được. Nó có một cái lý do gì đó nó mới rẻ của anh chị em. Cho nên tôi bác chị em nên cân nhắc ha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại của anh chị em video tiếp theo nha.